Trước hết, thì xin cảm ơn cha bề trên, cha xứ, các cha, các thầy và tất cả những ai đã góp phần để chuẩn bị cho 77 em sáng hôm nay được nhận lãnh bí tích thêm sức. Và giờ đây thì chúng ta hãy để cho lời Chúa chuẩn bị tâm hồn của chúng ta đón nhận ơn Chúa Thánh Thần. Biến cố mà chúng ta cử hành đây được gọi là hiển dung, hay là một cái chữ khác không có được chính xác lắm là biến hình, tức là Chúa Giêsu cũng cái con người đó, nhưng mà có cái vinh quang, một cái vinh quang rất là lạ lùng, như là trong sách thánh đã mô tả, gương mặt của Ngài thì sáng như mặt trời và những áo Ngài mặc thì rất là sáng chói. Và cái biến cố này xảy ra 6 ngày sau khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc tử nạn của Ngài. Chúng ta nhớ lúc bấy giờ Chúa Giêsu hỏi các tông đồ: anh em nghĩ về Thầy là ai? Và Thánh Phêrô đã thay mặt trả lời: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu đã khen đó là một lời tuyên xưng đức tin mà phải là của Chúa Cha soi sáng thì mới có thể tuyên xưng được. Nhưng rồi sau đó thì Ngài lại loan báo về việc Ngài sẽ bị bắt, Ngài sẽ bị đưa ra trước tòa án, Ngài sẽ bị xét xử, bị đánh đập và cuối cùng bị kết án chết. Thánh Phêrô nghe điều đó thì phản ứng liền tức khắc, vì ông không thể tưởng tượng được là con Thiên Chúa mà lại giờ đây là phải bị xử như là một tội nhân. Thì 6 ngày sau cái biến cố đó, Chúa Giêsu đã hiển dung cho 3 môn đệ ở trên núi, coi như là để củng cố cái đức tin của các ông đứng trước cái mầu nhiệm tử nạn mà Ngài sắp phải chịu. Cái biến cố này đã được cả 3 phúc âm Matthew, Marco và Luca tường thuật. Và Thánh Gioan tuy không có tường thuật một cách trực tiếp, nhưng mà cũng có đề cập tới cái biến cố này. Và ngay trong bài đọc một hôm nay, trích sách Daniel, tuy là trong Cựu Ước mà chúng ta đã thấy nói một cái gì đó như là chuẩn bị cho biến cố biến hình này, là vì ở trong bài đọc một chúng ta thấy Daniel đã có một cái thị kiến. Thị kiến đó là trông thấy một cái nhân vật mà gọi là con người, và nhân vật đó đã được xuất hiện và rồi thì lại được tấn phong, được trao cho cái quyền hành, và cái quyền hành đó thì thi hành trên tất cả nhân loại và nó tồn tại mãi. Chúng ta biết ở trong cuộc đời của Chúa Giêsu đã có những lần Ngài tự xưng mình là con người, và đó là một cái cách danh xưng rất là mầu nhiệm. Chúng ta phải đào sâu Kinh Thánh chúng ta mới hiểu tại sao Chúa Giêsu lại xưng rằng mình là con người. Bài đọc một là cho chúng ta thấy cái con người đó xuất hiện một cách lạ lùng, như là từ trời mà đến. Và tuy rằng là con người mà lại được trao ban cho cái quyền, trao ban cho cái sự thống trị, và cái vương quyền của mình thì tồn tại mãi mãi. Làm gì ở đời này có một cái vương quốc, có một cái vương quyền như vậy, nếu điều đó không phải là báo trước về một cái đứng mà đứng đó tự xưng mình là con người. Cho nên ngay từ trong Cựu Ước chúng ta thấy đã loan báo trước về cái vinh quang của Chúa Giêsu.
Và đặc biệt trong bài đọc 2, trích thư thứ 2 của Thánh Phêrô, và Thánh Phêrô đã xác định rằng Ngài đã trông thấy, chính mắt Ngài đã thấy được cái vinh quang của Chúa Giêsu, và tai Ngài đã nghe những lời mà Chúa Cha đã phán ra. Cho nên nếu chúng ta cử hành cái lễ biến hình này một cách long trọng, vì nó mang một cái ý nghĩa, một cái sứ điệp rất là lớn. Vậy thì cái sứ điệp mà Chúa muốn nói với chúng ta trong ngày hôm nay là gì? Thì sứ điệp đó là nói với chúng ta: đi theo Chúa thì phải chấp nhận vác thập giá. Chúa Giêsu đã nói rõ ràng, ai muốn làm môn đệ của Ngài thì phải vác thập giá hằng ngày mà theo Ngài. Nhưng cái thập giá đó không phải là cái thập giá nó sẽ hủy diệt con người chúng ta. Thập giá đó nó không có đè bẹp chúng ta, mà thập giá đó là cái con đường để đưa chúng ta vào trong vinh quang. Cho nên Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy cái cuộc biến hình của Ngài. Và trong cuộc biến hình đó thì đã xác định Chúa Giêsu là con chí ái. Chúa Giêsu là người con mà đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng. Và Chúa Cha lại bảo: các con hãy nghe lời Người. Cho nên chúng ta đón nhận được Chúa Giêsu là chúng ta đón nhận được con Thiên Chúa, và là cái người con duy nhất đẹp lòng Chúa, là cái người con được gửi đến trong thế gian để thay cho Chúa Cha mà dạy dỗ, mà dẫn đưa chúng ta đi. Và qua cái người con đó, chúng ta cũng được nhận làm con của Thiên Chúa, và chúng ta cũng được nhận cái gia tài, chúng ta cũng được nhận cái lời hứa là sự sống vĩnh cửu. Cho nên chúng ta phải biết đón nhận cái biến cố này, chúng ta phải biết đón nhận Chúa Giêsu và nghe theo Ngài để đi vào trong cái con đường này. Lời Chúa luôn luôn được ban phát cho chúng ta để nuôi dưỡng chúng ta. Nhưng mà để đón nhận lời Chúa, để hiểu lời Chúa, để nhớ lời Chúa và để thi hành lời Chúa thì sức chúng ta không làm được. Vì thế cho nên hôm nay 77 con em chúng ta được nhận lãnh Chúa Thánh Thần. Và chính Chúa Giêsu cũng đã khẳng định cái vai trò của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của chúng ta khi Ngài nói với các tông đồ: Thầy còn nhiều điều phải nói với chúng con mà bây giờ có nói các con không có lĩnh hội được. Khi nào Thần chân lý được ban cho chúng con thì Ngài sẽ nhắc lại cho chúng con những điều mà Thầy đã dạy dỗ, và Ngài sẽ đưa chúng con vào trong cái chân lý trọn vẹn. Cho nên để đón nhận lời Chúa, để hiểu lời Chúa và sống lời Chúa, chúng ta phải cầu khẩn cùng Chúa Thánh Thần, xin Ngài soi sáng, xin Ngài nhắc lại và xin Ngài ban ơn để cho chúng ta có thể sống được lời của Chúa. Chúng con thân mến, ngày hôm nay chúng con qua bí tích thêm sức, chúng con sẽ được đón nhận cái lời hứa của Chúa Giêsu là khi nào Thần chân lý đến trên chúng ta thì Thần chân lý làm cho chúng ta nhớ lại những lời Chúa Giêsu đã giảng dạy, làm cho chúng ta hiểu được lời của Chúa Giêsu và làm cho chúng ta sống được những lời đó. Đây là cái hồng ân vô cùng lớn lao. Chúng con hãy ý thức, hãy cảm ơn Chúa và giờ đây hãy chuẩn bị tâm hồn để đón nhận ơn Chúa Thánh Thần được trao ban cho chúng con.